Dạ, Thanh chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư nha. Hiện tại là Thanh đang đứng ở ngay trên cái vị trí của mảnh đất kèm nhà, vườn trái cây và điều nằm tại vị trí là ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem một mảnh vườn kèm nhà hướng Tây Bắc được chính chủ nhà gửi bên Thanh quay bán. Thì hiện tại là Thanh đang cầm cái sổ trên tay nha cả nhà mình nè. Đó, sổ của mình ở đây là ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích của mình sẽ được là 6.409,8 m², hình thức sử dụng là mình đã có được là 200 m thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm là 6.209,8 m². Sổ của mình làm từ 2014 nha quý cô chú anh chị mình. Thì cái mặt tiền sổ của mình là đây này cả nhà mình. Đó, đây Thanh đang cầm trên tay. Mặt sổ của mình là cái mặt tiền lộ nhựa trước màn hình của quý cô chú anh chị mình xem đây nha. Là mình sẽ được 40 mét, chiều sâu là 140 tới 150 mét. Sổ của mình là hợp hai sổ lại là thành một sổ như thế này luôn. Đó, đuôi của mình nở hậu ra là được gần 60 mét. Và trên lô đất của mình thì đã có nhà cửa, giếng nước, là sẽ có gồm giếng khoan, giếng đào đó và vườn trái cây cùng với nhà cửa như Thanh đang quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Dạ, thì trong thời gian Thanh quay và giới thiệu cái mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc đây, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư thiện chí thì liên hệ trực tiếp cho Thanh qua số điện thoại là 032 9393 717. Hiện tại là Thanh đang đứng ở ngay cái trước hiên nhà. Tí nữa Thanh sẽ di chuyển ra cái mặt tiền lộ nhựa và di chuyển ra đường DT 759B cho cả nhà mình cùng xem. Cả nhà mình biết không? Trước màn hình của mình là cái mặt tiền lộ nhựa đường liên xã và đi qua cái lô cao su này là mình sẽ tới được đường DT 759B hay còn gọi là quốc lộ 13 cũ, chỉ rơi vào bán kính là 1 km thôi nha quý cô chú anh chị mình. Đó, thì từ đường DT ở đó là sẽ có cụm khu trung tâm, trường, chợ trạm để quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển vào trong căn nhà. Em mời cả nhà cùng theo dõi với em nha. Cả nhà mình nhìn này, ở đây là nhà của mình là rất rộng luôn. Hiện tại bước vào căn nhà của mình là cả nhà mình thấy không? Chủ nhà xây cái nhà của mình rất rộng luôn. Là từ vị trí đây nha cả nhà. Đó là Thanh đang đứng ở đây. Bên đây vẫn còn một con đường để đi xuống. Ranh giới lưới B40 thì rất rõ ràng. Mà cái riêng cái nhà thôi, chủ nhà đã xây rộng 13 mét rồi. Đó nên là cái khuôn viên đường trước rất chỉ là thoải mái. Cái sân vườn đây là chủ nhà đổ bê tông, mình có thể phơi phóng tiêu điều hoặc là đậu xe lớn xe nhỏ di chuyển được hết. Đó, ở đây là có mái vòm lợp la phông hết luôn. Bên đây thì cũng đã có là mái vòm hết nha quý cô chú anh chị mình. Đó, rất chỉ là rõ ràng luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển vào, em quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Bước vào đầu tiên á, thì nhà mình đây là cái phòng khách ha cả nhà. Đã có lợp bằng gạch bông, ở đây là có sơn nước và có lợp la phông ở trên để cho mình mát. Đường điện wifi là đầy đủ ha quý cô chú anh chị. Và bước vào là sẽ có một hai phòng ngủ luôn, là hai phòng ngủ làm hai bên đó, hai phòng ngủ đây nha quý cô chú anh chị mình. Đây là phòng ngủ bên phải của mình, cũng đều có lợp la phông hết luôn và bóng đường điện đầy đủ đó. Dạ, thì trong thời gian Thanh quay, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư thiện chí liên hệ cho Thanh qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 nha. Đây là cái phòng kế bên. Nhà cửa hiện tại là chủ nhà của mình là chỉ vào trong vườn trăm dãy thôi. Nhà cửa rất chi là rộng thoáng luôn. Đó, bên đây là rộng rãi là để phân cho và nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà tắm, nhà vệ sinh là đầy đủ nha quý cô chú anh chị mình. Ở đây thì chưa có lợp la phông, chỉ mới có tôn và đòn bằng tay bằng gỗ thôi. Ở đây thì cũng chưa có sơn nước, chỉ mới tô thôi nha cả nhà. Đó, có cả phòng bên đây luôn. Đây là một cái giếng của mình ở trong nhà, là giếng đào. Còn giếng khoan thì cặp bên hông, tí nữa Thanh sẽ ra Thanh giới thiệu. Đây là cái gian lồi mà để mình để cửa và các thứ đầy đủ hết nha quý cô chú anh chị. Đó, hướng mảnh đất kèm nhà Thanh đang quay đây là hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì với cái mảnh đất tổng diện tích của mình là chiều ngang mặt tiền là 40, chiều sâu hai cạnh là 135 và 140. Đã có sẵn 200 mét thổ cư,
Diện tích của mình là 6.409,8 m². Chủ nhà mong muốn bán hết là 1 tỷ 500 triệu. Cả nhà cân nhắc giúp em là hiện tại là chủ nhà đang cần tiền nên nhờ em quay bán. Thì cả nhà xem cái video của Thanh quay, nếu cảm giác cái giá như thế nào thì gọi điện cho em để em làm cái giá thấp nhất có thể. Vì cái mảnh đất kèm nhà của mình là thương lượng mạnh nha cả nhà mình. Đó thì quý cô chú anh chị nhanh tay liên hệ cho em để mình mua được một nguồn đất giá chính chủ hợp lý. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển ra cái mặt tiền lộ nhựa để quay đầu đuôi ranh giới và di chuyển ra sau vườn. Em quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem nha. Cặp bên hông đây của mình là giếng khoan đó cả nhà mình. Đó. Thì cái mảnh đất Thanh đang quay đây, nếu quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ là 170 km, còn từ Bình Dương lên sẽ là 120 km. Thì cả nhà mình sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 là đi từ thành phố Bình Dương, Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Thanh Hóa. Miếng đất của em là nằm tại ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha. Này cả nhà mình, căn nhà của mình chủ nhà xây cái mặt tiền nhà đó 13 m nên rất chi là rộng, thông thoáng, phù hợp được cho 2-3 gia đình ở trong vẫn thoải mái cả nhà. Ở đây thì đường điện, cáp, wifi là trên đầu của mình, sinh hoạt là đầy đủ luôn. Đó, bây giờ em sẽ chỉ cái ranh giới đầu tiên của mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Dạ đây thì hiện tại là Thanh đang đứng ở cái vị trí đầu tiên là đây nha quý cô chú anh chị mình. Từ thẳng cái cây cột điện này của mình chạy xuống sẽ sâu được 135 tới 140 m. Chạy ngang cái mặt tiền này của mình là được 40. Nhà cửa vườn trái cây thì trên vườn của mình sẽ sở hữu được là có cây sao, cây vú sữa, mít, hương, xà cừ. Và đặc biệt cây mà sẵn chiếm nhiều diện tích nhất trên đất của mình là cây điều. Đó, còn chủ nhà sẽ để lại cho mình là giếng, máy bơm, bồn nước và nhà cửa, điện đóm đầy đủ để cho quý cô chú anh chị mình lên sinh hoạt luôn. Đó, thì nãy giờ Thanh đã quay và di chuyển, bây giờ em sẽ di chuyển tới cái ranh giới của đầu bên kia cho cả nhà mình cùng xem ha. Con đường nhựa của nhà mình đang theo dõi là con đường nhựa 6 m, đường thông, thông từ xã này qua xã khác, gọi là đường của khu dân cư nha quý cô chú anh chị mình. Và từ đây mà mình di chuyển ra đường quốc lộ chỉ có đúng 1 km thôi. Đó, nên là cả nhà mình cân nhắc giúp em ha. Và đã có sẵn 200 m thổ cư rồi. Đó, thì cả nhà cảm thấy cái giá như thế nào thì gọi điện cho em qua số điện thoại là 032 9393 717. Em sẽ làm cái giá thấp nhất cho quý cô chú anh chị mình nha. Đây quý cô chú anh chị, đây là tới cái ranh giới thứ hai, là chạy thẳng xuống là được 140. Và đây là mặt tiền của mình thẳng tắp luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong vườn, em quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển ở cái góc đầu tiên của cái ranh giới của mảnh đất kèm nhà, là thẳng từ đây chạy ngang qua cái nhà bên kia. Thì em đã di chuyển từ trong góc nhà lại đây cho cả nhà mình cùng xem. Bây giờ Thanh sẽ đi thẳng con đường này xuống cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây này cả nhà, ở đây là đã có mít ha. Đó, mít và toàn bộ cái vườn điều của mình thì chủ nhà là rất dọn thì rất chi là đẹp luôn. Đó, bây giờ là em sẽ di chuyển chạy dọc cái vườn xuống để em chỉ dưới. Ở dưới cái mảnh đất kèm nhà đây của mình dưới đuôi đó thì sẽ có một cái ao rất chi là mát mẻ và có cá nhiều lắm nha quý cô chú anh chị mình. Đó, nên cả nhà mình cùng chịu khó di chuyển với em nha. Thì trong thời gian em quay á, quý cô chú anh chị chịu khó nán lại xem hết với em để mình có thể là ủng hộ cho em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Và như thế cái mảnh đất kèm nhà Thanh đang quay đây mà chưa phù hợp thì cùng di chuyển vào trong kênh là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về những video Thanh quay về đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Em mời cả nhà mình cùng quan tâm với em nha. Chất đất của mình ở đây á, là đất đỏ ba gian này quý cô chú anh chị, rất chi là phù hợp để cho mình là trồng tất cả những cây ăn trái. Thì với tổng cái diện tích của mình được sở hữu là 6.409,8 m² đây thì rất chi là phù hợp nha cả nhà mình. Và đã có sẵn 200 m thổ cư rồi thì cả nhà mình thấy là quá tuyệt vời đúng không ạ? Đó, và ranh giới của mình thì đảm bảo là sẽ có địa chính vào đo đạc cắm mốc cắm danh, đảm bảo đất của mình ở đây là đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Và trong cái quá trình mua bán thì mình sẽ có địa chính cùng bên em và chủ nhà để đo đạc xác minh lại là đất của mình như đúng hiện trạng của Thanh đang quay nha quý cô chú anh chị.
Đó. Khi quý cô chú anh chị đến với cái kênh Đỗ Thanh của em, mình sẽ được đảm bảo các yếu tố là những hình ảnh và video Thanh quay hoàn toàn là thực tế. Vì Thanh là người dân ở đây thì hầu như sẽ được cô dì chú bác anh chị gửi quay rất chi là nhiều luôn. Nên em rất mong cả nhà liên hệ với em, mình muốn đất như thế nào hoặc giá cả khu vực nào thì liên hệ. Thanh sẽ rất mong được cả nhà gửi gắm niềm tin, Thanh kiếm những cái nguồn đất để gửi cho cả nhà mình cùng tham khảo nha. Dạ đây thì là Thanh đã di chuyển tới cái phần dưới đuôi. Là Thanh đã có nhắc trong video là sẽ có xà cừ. Thì cả nhà mình nhìn xung quanh cái phần dưới đuôi của mảnh vườn của mình là có xà cừ xung quanh vườn luôn. Và đây là một cái ao của mình. Thì ao này của mình là chiều này khoảng là hơn 100 m². Đó, ao này của mình là sẽ có cá và cũng là có cái máy bơm để tưới tắm luôn nha. Có nghĩa là trên cái mảnh đất đây của mình sẽ có hai giếng, một giếng đào, một giếng khoan, và có riêng một cái ao này để cho mình nuôi cá hoặc là tưới tắm sinh hoạt tùy theo nhu cầu của từng gia đình. Và đấy, cả nhà mình thấy không, xung quanh là lưới rào B40 hết luôn. Với tổng cái diện tích rộng như thế này mà chủ nhà cũng quay, ô cá cả nhà mình, cá vừa nhảy cá bự lắm đó, cá lóc quá cả nhà mình, chắc em nghĩ nhiều cá đó. Đó, còn sau cái đuôi vườn đây của mình là sẽ có nhà hàng xóm kế bên nữa nha quý cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ là Thanh cũng đã di chuyển từ trên, từ trong nhà này ra cái mặt tiền lộ nhựa, cũng như di chuyển toàn bộ cái ranh giới từ trong ra ngoài cho mình ha. Thanh di chuyển là cặp ranh đây, là chạy lại tới bên kia là hết ranh, về hết ranh bên kia của mình. Thì giáp ranh với nhà hàng xóm thì nó rõ được cả nhà mình ha. Thì với tổng cái diện tích Thanh đang quay đây là được 40 m mặt tiền. Diện tích là 6.409 m², đã có sẵn 200 m thổ cư. Chủ nhà mong muốn bán hết là 1.500.000.000, thì Thanh sẽ làm cái giá là thương lượng mạnh nha. Vì tất cả các cái clip anh chị em đã quay thì Thanh sẽ quay theo. Chứ cái giá mọi người liên hệ trực tiếp cho em sẽ làm cái giá được thấp nhất cho quý cô chú anh chị mình. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển lên cái mặt tiền lộ nhựa và mời quý cô chú anh chị cùng đi ra cái đường DT để tham khảo cùng với em. Thì Thanh di chuyển trên con đường DT, ra đường DT ấy, Thanh sẽ cài nhạc vào cả nhà cùng nghe và thưởng thức. Còn đến đây thì Thanh xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp